Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020, Việt Nam Grand Sale 2020 diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7, đã có hơn 3.000 chương trình khuyến mại với hạn mức khuyến mại trên 50% được triển khai thực hiện. Năm 2020 là năm đầu tiên Bộ Công Thương triển khai tháng khuyến mại tập trung quốc gia trên phạm vi toàn quốc. Thông qua chương trình, doanh nghiệp chủ động khuyến mại, thu hút người tiêu dùng mua sắm hàng hóa, dịch vụ bảo đảm chất lượng, giá cả phù hợp. Trong tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020, có gần 400 chương trình hạn mức khuyến mại từ 80 đến 100%, gần 700 chương trình có hạn mức khuyến mại từ 60 đến 79% và hơn 1.900 chương trình có hạn mức khuyến mại từ 50 đến 69%. Các chương trình khuyến mại giảm giá sâu tập trung vào các ngành hàng, may mặc, hàng tiêu dùng, điện máy, điện tử, thông qua các hệ thống siêu thị, hệ thống bán lẻ và sàn giao dịch thương mại điện tử. Đặc biệt, Bộ Công Thương đã phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trên toàn quốc triển khai các nội dung tuyên truyền, quảng bá về chương trình thông qua hình thức phát phóng sự trên truyền hình, quảng bá trên đài phát thanh, treo băng rôn, phướn và phát tờ rơi tại các địa điểm du lịch.